Nước hoa hay dầu thơm là một điểm quan trọng không thể thiếu cho sự chỉnh chu và hoàn hảo của cả nam và nữ. Vì thế, mà cách xịt nước hoa đúng cách sẽ giúp giữ hương thơm lâu hơn và không bị quá nồng, làm gây cảm giác khó chịu cho những người xung quanh bạn. Hơn nữa, cũng có nhiều bạn thắc mắc tại sao mùi thơm lại không lưu lại lâu, dù mình dùng loại nước hoa đắt tiền. Nhưng liệu rằng bạn đã sử dụng nước hoa đúng cách chưa? Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp theo dõi video bên dưới để biết được những mẹo dùng nước hoa giữ hương lâu nhé. Thời gian lưu hương của nước hoa ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Cùng một chai nước hoa nhưng có người sử dụng trong thời gian lưu hương lâu dài, có người thì chỉ vài tiếng là đã bay hơi. Một số yếu tố ảnh hưởng đến mùi hương của nước hoa như sau. Yếu tố đầu tiên là do sự ảnh hưởng của cơ địa của con người. Điều này sẽ làm thay đổi độ lưu hương của nước hoa. Nhiệt độ cơ thể, độ ẩm trên da của mỗi người không giống nhau. Ngoài ra, rất ít người biết được rằng nước hoa lưu hương lâu hơn với người có da dầu, còn khó giữ mùi hương với người có da khô đấy nhé. Tiếp theo là thời tiết cũng là yếu tố ảnh hưởng đến độ lưu hương của nước hoa. Khi mà trời nắng nóng hương thơm sẽ dễ bay hơi và hòa tan hơn so với thời tiết mát mẻ. Cuối cùng là do yếu tố của môi trường làm việc cũng sẽ làm biến đổi mùi hương và thời gian lưu hương. Nếu bạn không cần hoạt động nhiều, làm việc trong phòng điều hòa mát lạnh thì độ lưu hương của nước hoa sẽ tốt hơn khi làm việc ngoài trời nhé. Bạn có biết tại sao mà mọi người thường dùng nước hoa không những thơm rất lâu mà còn tỏa mùi hương nhẹ nhàng không hề bị gắt, mặc dù dùng cùng một hãng nước hoa nhưng bạn lại dùng thì hoàn toàn ngược lại không? Vấn đề ở đây không phải là do nước hoa bị làm sao đâu, mà là do cách dùng nước hoa của bạn bị sai cách đấy. Chính vì thế, mà Shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ mách bạn những mẹo xịt nước hoa đúng cách trong video bên dưới nhé. 1. Tắm sạch sẽ trước khi xịt nước hoa. Cách đầu tiên cũng là cách quan trọng nhất trước khi xịt nước hoa mà muốn thơm lâu. Cơ thể sạch sẽ thì nước hoa sẽ dễ bám trên da và quần áo hơn, lúc này cũng không bị pha tạp các mùi hương từ khói bụi ô tô hay mùi hôi từ cơ thể nữa. Hơn nữa, khi làn da của bạn sạch sẽ thì độ ẩm trên da sẽ khóa mùi nước hoa trên da của bạn và bạn sẽ không cần phải lo lắng về những vết nước hoa dính lên quần áo đâu nhé. Và tuyệt đối đừng xịt nước hoa khi cơ thể đang có mùi nhé, vì điều này sẽ gây chuyển đổi mùi hương thành một mùi khác không mấy dễ chịu cho bạn và người xung quanh đâu. 2. Chấm nước hoa vào các điểm mạch. Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao người ta thường chọn vùng cổ, cổ tay, sau tai hay sau gáy để xịt nước hoa không? Vì đó là những điểm mạch rõ trên cơ thể tỏa nhiệt nhiều nên tăng khả năng khuếch tán mùi hương một cách tự nhiên. Vào những ngày thời tiết ấm áp, hãy bỏ qua phần lưng và đầu gối nhé, bởi vì đây là những điểm đổ mồ hôi nhiều nhất, điều này sẽ làm cho nước hoa dễ bị bay mùi, thay vào đó bạn nên xịt nước hoa vào phấn mắt cá chân hoặc bắp chân để hương thơm của bạn được chuyển động và tăng lên từ từ, phần bụng và phần ngực cũng là hai vùng tỏa nhiệt giúp hỗ trợ sự khuếch tán mùi hương nước hoa của bạn. Hơn nữa, bạn cũng nên lưu ý xịt nước hoa nhiều một chút vào những vùng điểm trên cơ thể để chúng có thể giúp bạn lưu giữ mùi hương trong suốt cả ngày. Tuy nhiên, bạn chỉ nên chọn một hay hai điểm quen thuộc để xịt nếu không muốn tỏa hương quá nồng nàn nhé. Bên cạnh đó, cô cô trà neo cũng đã từng nói rằng, một người phụ nữ nên thoa nước hoa ở những nơi cô ấy muốn được hôn. Vậy nên những vị trí mềm mỏng thêm mùi hương tinh tế sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. 3. Thoa dưỡng ẩm cho da như vaseline hay dầu rửa trước khi xịt nước hoa. Một trong những mẹo giúp lưu hương lâu hơn, dù bạn chỉ xịt một chút cũng giữ được cả ngày dài đấy nhé. Nhờ có mẹo này còn giúp bạn tiết kiệm nước hoa của mình nữa. Để có độ bám mùi hương trên da thậm chí mạnh mẽ hơn, hãy thử thoa vaseline hoặc kem dưỡng rồi mới thoa nước hoa lên vùng da đó. Hương thơm sẽ liên kết với dầu trên da của bạn. Đồng thời việc xịt nước hoa sau kem dưỡng da hoặc vaseline sẽ tạo ra một bề mặt tốt hơn cho các phân tử mùi hương liên kết được với nhau. Ngoài ra, sự ấm áp của làn da cũng là yếu tố phản ứng với tinh dầu thơm nước hoa và bắt đầu quá trình làm rõ hương nước hoa hơn, và đây cũng là lúc nước được lan tỏa toàn thân hơn nhé. 4. Xịt nước hoa vào quần áo xịt nước hoa lên quần áo hay vùng cổ áo cũng là cách để lưu giữ hương nước hoa của bạn lâu nhất các sợi vải đặc biệt là sợi tự nhiên như len và bông sẽ giúp giữ mùi hương nước hoa lâu hơn ngoại trừ lụa bạn không bao giờ được xịt nước hoa trên vải lụa bởi vì nó sẽ đổi màu bên cạnh đó khi xịt nước hoa lên quần áo nước hoa có thể tương tác với vải khác so với da của bạn vì vậy mà nó có thể sẽ có mùi nhẹ hơn hoặc hơi khá nhưng vẫn giống như loại nước hoa mà bạn yêu thích tuy nhiên đừng để áo ướt hay đi dưới trời mưa nhé vì khi áo dính nước mưa ướt sẽ làm mùi hương của bạn bị bay mất thậm chí là chuyển sang mùi khó chịu, nếu không được xử lý kịp thời đấy nhé, chắc chắn là bạn không muốn điều này xảy ra đúng không nào? Nói chung là sử dụng nước hoa giúp bạn tăng phần tự tin khi sinh hoạt hay vui chơi mà không cần phải lo lắng về mùi cơ thể tiết ra. Tuy nhiên, để có thể giữ được mùi nước hoa đủ lâu thì bạn cần phải xịt nước hoa đúng cách. Từ những mẹo mà sóc giúp bạn trẻ đẹp chia sẻ bên trên, cũng một phần nào giúp bạn hiểu rõ hơn cách để giữ nước hoa lâu suốt 24 giờ. Hãy cùng theo dõi sóc giúp bạn trẻ đẹp để biết thêm nhiều mẹo giúp bạn trở nên tươi trẻ và dạng người hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp mình cũng có bán những sản phẩm làm đẹp, dưỡng da chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.